Bố Mai Phương nói về con gái trong những ngày cuối đời. Phương tàn tạ lắm rồi, không có ngày nào là không bị đau. Được biết, cố nghệ sĩ Mai Phương chút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào tối ngày 28 tháng 3. Vào tối hôm nay ngày 28 tháng 3, trên Facebook của nghệ sĩ Trịnh Kim Chi thông báo với truyền thông tin tức chấn động, nữ diễn viên Mai Phương đã qua đời. Nguyên nhân là do tình trạng bệnh ung thư phổi của cố nghệ sĩ trở nặng. Sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Mai Phương khiến người hâm mộ không khỏi tiếc thương. Bạn bè người thân cầu nguyện cho nữ diễn viên được an nghỉ, hy vọng cô sẽ bình yên mà không còn phải chịu bất cứ sự đau đớn nào nữa. Bố của Mai Phương cũng xót xa chia sẻ về con gái như sau. Thời gian gần đây, Mai Phương thường xuyên bị đau quằn quại. Phương tàn tạ lắm rồi, không có ngày nào Phương không bị đau. Đồng thời, ông cũng cho biết thêm. Phía gia đình bàn tính sẽ không để lâu, khoảng 2 ngày nữa thi thể của diễn viên Mai Phương sẽ được hỏa táng. Hiện gia đình Mai Phương đang chuẩn bị tang lễ, mọi thông tin sẽ được cập nhật sớm. Ốc Thanh Vân chia sẻ về sự ra đi của Mai Phương. Dù biết trước nhưng vẫn không thở được, sự ra đi dường như đã được tiên liệu từ trước. Nhưng những người thân cận bên Mai Phương vẫn không khỏi bàng hoàng. Đàn chị Ốc Thanh Vân đang trên đường đến thăm Mai Phương lần cuối. Nữ diễn viên Mai Phương sau hơn 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi quái ác, vừa qua đời tại nhà riêng trước sự tiếc thương của nhiều người. Rất nhiều fan hâm mộ và đồng nghiệp bày tỏ bàng hoàng sự ra đi của cô. Mai Phương đã có khoảng thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Cùng với sự động viên của gia đình đồng nghiệp, cô luôn thể hiện tinh thần lạc quan vui vẻ. Tuy nhiên đến cuối cùng, phép màu đã không xảy đến. Trên trang cá nhân của Ốc Thanh Vân, đàn chị thân thiết với Mai Phương và cũng là người bên cạnh giúp đỡ nữ diễn viên nhiều nhất trong lúc bệnh tật. Mới đây, đã có những chia sẻ về sự ra đi của đàn em. Sát bên Mai Phương những ngày cuối cùng, nhưng mình không chia sẻ gì vì Phương không muốn và vì khá nhiều điều nội bộ rối ren không thể nói hết được. Rối lắm, đau xót lắm, mấy hôm qua còn ở bên em. Giờ Ốc đang chạy lên với em, đường xa sẽ thông báo về mọi thứ ngay khi có thể. Ốc đang lái xe nên không nghe điện thoại được, mọi người thông cảm. Dù biết trước nhưng vẫn cảm thấy không thở được, Ốc Thanh Vân xót xa viết. Có lẽ thời điểm này, Ốc Thanh Vân là một trong những người buồn nhất khi Mai Phương qua đời. Không chỉ xem Mai Phương như em gái trong nhà, Ốc Thanh Vân còn là người túc trực bên đàn em, khi nữ diễn viên nhiều lần đối mặt với tử thần. Sự ra đi dù đã được tiên liệu từ trước, nhưng thực sự đây là nỗi buồn quá lớn với những ai yêu quý Mai Phương. Sau việc đau buồn khóc thương Mai Phương qua đời vì bệnh nặng, dù biết ngày hôm nay sẽ diễn ra, nhưng các đồng nghiệp không thể nào tránh khỏi cảm giác hụt hẫng đau lòng. Mai Phương là một diễn viên quen thuộc của khán giả bao năm qua, xuất hiện vài chục vai diễn khác nhau trên sóng truyền hình. Khoảng từ tháng 8 năm 2018 đến nay, cô khiến mọi người lo lắng bởi căn bệnh nặng về phổi và phải liên tiếp nằm viện điều trị. Và đến tối nay, ngày 28 tháng 3, Mai Phương đột ngột qua đời khiến mọi người rất đau lòng. Ngay lúc này đây, đông đảo đồng nghiệp đã không thể giấu đi cảm xúc đau lòng. Bởi lẽ bấy lâu nay, ai cũng cầu nguyện cho Mai Phương sẽ vượt qua được đau đớn bệnh nặng và sớm trở về với con gái la vi của mình. Tuy nhiên đến hôm nay, mọi mong muốn đã không thể trở thành hiện thực. Cô đã về nơi an nghỉ cuối cùng. Trịnh Kim Chi bày tỏ, Phương ơi, thương em quá, biết là sẽ có ngày này, nhưng chị không nghĩ là nhanh đến như vậy. Thôi thì bây giờ em không phải chịu đau đớn kéo dài như thời gian vừa qua nữa. Ra đi nhẹ nhàng thanh thản, chị và mọi người luôn nhớ về em và nhớ nụ cười tươi của em. Bao nhiêu khổ đau của trần thế, giờ chị nghĩ em đã được giải thoát rồi, em gái à. Thương và nhớ em vô cùng.